Thưa quý vị và các bạn, đến nay thành phố Hưng Yên có 20 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản. Trong đó, riêng 2 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu sang Nhật Bản với diện tích trên 27 ha tại xã Quảng Châu, năm nay cho sản lượng ước đạt khoảng 300 tấn nhãn quả. Để nhãn đảm bảo chất lượng xuất khẩu, nhất là sang thị trường Nhật Bản, ngành chức năng của thành phố tích cực hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn, nhân rộng mô hình sản xuất nhãn hữu cơ. Riêng năm 2023 đã đánh giá chứng nhận Việt Gáp cho hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân trồng nhãn với tổng diện tích trên 400 ha, cấp 21 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở sản xuất nhãn quả tươi và các sản phẩm chế biến từ nhãn. Hỗ trợ 4 máy sấy lồng nhãn, 3 kho lạnh, bảo quản sản phẩm từ nhãn với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Cùng với đó phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ thùng đựng nhãn, long nhãn, mật ong hoa nhãn cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu với nhà vườn trồng nhãn. Hiện thành phố đang tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các khâu sơ chế chế biến sau thu hoạch. Được biết, vụ nhãn năm nay, thành phố ước thu hơn 11.000 tấn nhãn quả tươi. Đến nay, các nhà vườn, hợp tác xã đã thu hoạch được gần 4.000 tấn nhãn với chất lượng quả thơm ngon được thị trường đánh giá cao.